Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Hợp mặt xuân của Hội Thân hữu Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa do Bích Phượng và Đào Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội Thân hữu Cựu Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận đã có một buổi tiệc thân niên 2019 vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 tại thành phố Fortress, Virginia. Một ngày gió và lạnh của tuần thứ hai mùa xuân tại vùng Hoa Thành Đốn, Chủ nhật 31 tháng 3, hoa anh đào cùng với nhiều loại hoa đang chớm nở khoe màu khoe sắc và đêm dạ tiệc dạ vũ mùa xuân của 2019 do Hội Thân hữu của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận đã được tổ chức theo truyền thống hơn 40 năm qua. Và có hơn 300 quý thân hữu, quý hội đoàn và gia đình Hội Thân hữu của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đã gặp gỡ hàn huyên tâm sự, cùng nhau ôn cố tri tân sau một mùa đông lạnh giá tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia. Đêm dạ tiệc dạ vũ năm nay, theo lời của ông Hội trưởng Hồ Văn Tâm, Hội Thân hữu của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn đã đặt niềm tin vào thế hệ thứ hai, hậu duệ, mong mỏi và khuyến khích con em sẽ tiếp nối ước nguyện, không hòa hợp hòa giải với Cộng sản, tiếp tay với đồng bào trong nước đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Người cảnh sát quốc gia với phương châm là bảo quốc an dân. Chương trình văn nghệ đã giữ chân mọi người đến 11 giờ đêm. Sau đây là lời chia sẻ của ông hội trưởng. Tiệc năm nay chúng tôi vẫn tổ chức theo cái tiệc tân niên hàng năm. Mục đích là để cho anh em trong gia đình để ôn cố tri tân sau những ngày đông lạnh giá. Tiệc hôm nay là chúng tôi mục đích gây quỹ là để cho hai cái dịp là picnic và Thanksgiving là hội chúng tôi là free để cho các thân hữu đến để mà gặp mặt nhau. Đó là chủ đích của hội chúng tôi. Tôi là trong hội cảnh sát toàn nước Mỹ. Tôi là cố vấn của Tổng hội Cảnh sát Quốc gia và trụ sở là ở tại California. Tôi đã có dịp, mặc dù tuổi đã lớn, đi đây đi đó để gặp mặt anh em tại những hội địa phương như ở Florida, ở Cali, ở đây. Những gia đình của anh em của chúng tôi đến đây để mà trong cái chương trình HO từ 1990 thì bây giờ tất cả những hậu duệ đó đều đã lớn lên và rất là thành công về công việc và đời sống ở trên đất Mỹ. Thì ngày hôm nay thì thưa với cô là chúng tôi cũng đương muốn đào tạo cái số các cháu hậu duệ của chúng tôi để tiếp nối cái chương trình của chúng tôi, duy trì được những cái gì mà chúng tôi đã làm ra. Do đó thì bây giờ anh em trong ban chấp hành chúng tôi đều là đi vào con đường luống tuổi rồi. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng đào tạo hậu duệ của chúng tôi. Về cái chương trình văn nghệ hôm nay thì sẽ gồm có hai phần. Phần đầu là văn nghệ của các ca sĩ ở đây. Và những ca sĩ này đã được rất nhiều mến mộ của đồng bào ở đây. Thí dụ như ca sĩ Diêm Hương, ca sĩ Thiên Hương, ca sĩ Thiên Nga. Và một màn đặc biệt nữa là có những ca sĩ hậu duệ của ngành cảnh sát quốc gia ở đây. Ban nhạc thì cũng kết hợp giữa ban nhạc của địa phương cũng như là ban nhạc của hậu duệ. Thành ra rất là may mắn chúng tôi được giữ lại được cái nề nếp của cái nhóm hậu duệ cảnh sát quốc gia tại địa phương này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội Thân hữu của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn gặp lại vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc, dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương
do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.